Oh, it would be beautiful. Beautiful. Rare people. Trầm tính, nội tâm là những điều mà người ta thấy ở cô học trò Tô Xuân Hường, lớp 7C, trường trung học cơ sở xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Có lẽ hoàn cảnh thiếu vắng tình yêu của mẹ từ khi mới lọt lòng của em đã một phần làm nên tính cách ấy. Oh, it would be beautiful. Em thì là mẹ bỏ đi từ sớm, từ lúc em mới lọt lòng được 2 tháng tuổi, và bố em đã ở vậy nuôi em, và sau một thời gian thì bố em đã tái giá và hiện giờ em sống với mẹ kế, và bố tái giá với mẹ kế bây giờ hiện tại là có thêm một em trai nhỏ. Và mặc dù cái hoàn cảnh như vậy nhưng mà em cũng rất là nỗ lực và vươn lên trong cái học tập cũng như là trong cuộc sống. Em luôn là một học sinh gương mẫu ngoan ở lớp và luôn có ý thức học tập. Em luôn là những tấm gương mà cho các bạn trong lớp noi theo. Mẹ bỏ đi từ sớm, nhưng người mẹ thứ hai lại bao bọc yêu thương em như đứa con rứt ruột đẻ ra. Vậy là trong bao nhiêu cái đau khổ, chồi non hạnh phúc vẫn nảy mầm trong cuộc sống của cô bé Hường. Và đấy cũng chính là động lực để cô học trò nhỏ luôn cố gắng trong học tập, vượt khó trong cuộc sống. Gia đình em thế này thấy rất là buồn. Em thấy buồn cho mẹ. Mẹ đã rất vất vả để nuôi lớn em với em trai của em. Ngày thì mẹ đi làm từ sáng sớm đến tối thì mẹ mới về. Em ở nhà cũng mong giúp đỡ mẹ một phần nào để mẹ đỡ khó khăn. Chồng đi làm thuê ở xưởng xẻ, bản thân chị Đen cũng đi chuyển hàng thuê ở biên giới. Chồng đi làm cả tháng mới về nhà một lần. Chị cũng đầu tắt mặt tối, đi làm từ khi gà còn chưa gáy tới tận khuya. Gia đình khó khăn nhưng chị Đen vẫn tìm mọi cách xoay sở lo cho con được đi học, nhưng cũng không biết lo được đến khi nào. Gia đình mình thì rất là khó khăn bởi vì ruộng thì ít, ruộng thì toàn ruộng khô nước thôi. Không có ruộng có nước bởi vì phải mưa mới có. Cháu Hường ở nhà thì cũng rất là chăm, phải giúp bố mẹ chăn gà, quét nhà các thứ rồi làm cơm, đưa em đi học. Biết tới hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Hường, nhà trường cũng như chính quyền địa phương đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên thăm hỏi động viên gia đình em. Vào những dịp lễ Tết, cùng với các gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo khác, gia đình em cũng nhận được những món quà hỗ trợ đầy tình cảm từ địa phương cũng như từ các nhà hảo tâm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ những cái chế độ chính sách đối với lại học sinh nghèo. Cụ thể là chỉ đạo triển khai thực hiện tốt cái chính sách là miễn giảm học phí, rồi là cái hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở các trường bán trú, rồi là hỗ trợ lương thực cho học sinh nghèo. Và đặc biệt là chúng tôi cũng quan tâm cái việc là hỗ trợ cái áo ấm mùa đông. Thì cái việc hỗ trợ cái áo ấm mùa đông ấy thì cũng đã trở thành một cái nền nếp chúng tôi thực hiện được mấy năm nay rồi. Bình quân hàng năm thì chúng tôi thường là trao tặng được khoảng 1.000 cái bộ quần áo ấm. Làm cho khói lên trời, cho mưa xuống đất, cho người biệt ly. Ai làm cho Nam Bắc phân kỳ, cho hai hàng lệ đầm đìa tấm thân. Nhằm tiếp sức cho những học trò nghèo vượt khó học giỏi, chuyên mục Cùng Em Đến Trường Đài Truyền Hình Việt Nam với sự đồng hành của công ty Long Hải, tập đoàn Tân Hiệp Phát ngày hôm nay đã đến với những học trò nghèo huyện Lộc Bình, trao cho các em những phần học bổng ý nghĩa. Cùng với Tô Xuân Hường là 19 em học sinh có hoàn cảnh giống như em hôm nay đã nhận được học bổng hỗ trợ từ chương trình.
Phần học bổng như những cánh én theo mùa xuân về, động viên những cô cậu học trò nghèo nơi miền núi xa xôi tiếp tục vượt khó vươn lên, học tập tốt. Món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy tình nghĩa của các tấm lòng nhân ái. Và Quỹ Tấm Lòng Việt chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự đồng cảm, sự sẻ chia của các mạnh thường quân trên mọi miền Tổ quốc để các trẻ em nghèo thêm vững bước tới trường. Vẫn còn đó nhiều học trò nghèo phải từ biệt con đường đến trường. Vẫn còn đó những thầy cô giáo còn nhiều gian nan. Nhiều lắm những ngôi trường thiếu thốn. Cùng em đến trường, nơi sẻ chia, gửi gắm nỗi niềm con đường học tập của những học trò nghèo, thầy cô giáo nhiệt huyết với nghề. Cùng em đến trường, cầu nối mọi tấm lòng chia sẻ, nâng bước các em đến trường. Hãy chung tay vì những học trò nghèo. Mọi thông tin đồng hành, hỗ trợ xin gửi về chương trình Cùng Em Đến Trường, Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền Hình Việt Nam. Số tài khoản 1020-1002-585-585. Ngân hàng Công Thương Việt Nam, chi nhánh Đống Đa, Hà Nội.